Hello nè, đi đâu đây bé Tư? Xin chào một buổi sáng mọi người. Buổi sáng mọi người. Bé Tư và Lumi đang lót dạ trước khi đi show ở Bình Dương. Còn mấy chút nữa. Thằng người ớt cay quá. Đây là ớt cay đỏ chứ không phải là sâu dính. Sớm vậy? Hôm nay anh đưa bạn đi diễn chung với em á. Bạn bạn nào vậy? Dạ. Có bạn nhờ đưa đi đây. Đúng rồi, tấm gương vượt khó giờ bạn đưa đi làm dễ thương ha. Ước gì mình của bạn chở đi. Hôm nay đi có ai nhiều nè, có Diễm Sương nè, chị Lộ nè. Đặc biệt nha, hôm nay nè. Là tụi em có tài xế riêng. Tài xế lục lâu. Trời ơi, tài xế make up đậm hơn diễn viên luôn. Mọi người ơi, có muốn biết xe đi tỉnh đó thì mọi người có thể biết xe. Lâu hiện tại đang có dịch vụ xe 4 chỗ nha mọi người. Mình xe 4 chỗ cũng chở luôn. Lộ là sẽ cầm lái bữa nay luôn. Có diễn không Lộ? Không có diễn luôn. Ồ, làm tài xế thiệt luôn hả? Chỉ chở là một đầu lương thôi. Bớt một đầu lương chứ phải ăn một đầu lương. Đúng không? Hôm nay là show ở cái gì? Công ty gì? P&G luôn hả? À, cái chỗ hôm bữa mình diễn một lần rồi đó hả? À, nghe P&G cứ tưởng là vàng P&G. Nếu mà ở gần đó thì gần ha, gần chỗ hôm bữa. Hello mọi người, đi trường nào mới ra trường. Hôm qua diễn thấy làm sao? À, nói chung là ngày hôm qua rất là vui rồi, về coi cười với thợ. Trời ơi, thấm chứ đen cái gì mà thấm. Đường đen. Hôm qua chị Nhung cũng duyên từ đầu tới cuối luôn. Vừa vặn luôn. Chở đường vặn bầu luôn. Ôi trời ơi. Ôi ôi cái đầu tóc kìa. Trời ơi. Trời ơi trời. Có ẩn là có tiếng cười liền. Ủa. Ôi ôi. Phong cách gì đây ảnh? Đây là tiếng tiệm phi duy tính. Giống ô mô. Đây là tính. Uống bông sâu mà đem cho bông. Giống hồi hen cái hôm thi cái gì cũng đeo cái đôi bông vậy đó. Hình như là ai là bisexual giống em. Giống em. Rồi đi đi. Rồi đi mà nối tóc đi. Nối tóc. Tính tiền chưa? Xong hết rồi. Có mặc đồ luôn không? Hay lên nó mặc đồ đi. Đó, đi kìa mọi người, đi kìa. Rồi, mấy chị mới đem kinh kệ về hết phần bữa nay hết rồi. Có bạn đi nữa à? Đi vui vẻ nha mọi người. Ê, hủ kẹo quá trường nha. Đây anh cầm cho. Coi như áo ngày xưa vậy nè. Có quần anh dài phải không? Có quần dài mà áo quá nha. Thôi đi vui vẻ. Đem cái gì vậy? Đem cái gì về? Đem cái này về hả? Ồ, đem về luôn ha. Cái hũ kẹo em phải lấy đi không? Không, đem thêm mấy cúp kẹo đi. Thôi bye bye. Chung cư của chỗ Lộ Lộ nha mọi người. Mọi người nếu mà có đi show thì hay tập trung qua đây rồi sau đó là lên xe Lộ Lộ chở đi đó mọi người. Đó.
ảnh ngồi trước hả? Ngồi trước đi. Cái thôi ngồi trước đi. Trời ơi, chị ổn rồi. Chị hay dặn quá. Cái đẹp phi giới tính con gái chàng có điểm. Ấn tượng, anh thích. Ok. Chiếc xe bất ổn nè. Thấy có bé Tư là thấy bất ổn rồi đó. Là thấy nhắm. Bé Tư một mình ngồi dưới luôn. Cái chợ gì á? Hay cái cột. À vừa đủ. Trời ngày xưa. Anh không có đi. Không không. Đi nha mọi người. 3